dần tối lang thang ngoài kia, đâu ai lắng nghe ta còn khuya. Lắm lúc cô đơn buồn tê, sau lưng có gia đình vững lên. Cố gắng hơn thua làm chi, vinh quang có ai đâu cùng đi. Chỉ muốn bên nhau sẽ chia, tự hào ở bên ta có gia đình. Xua tan đi bão tố, xua tan bao ngày giông, cho yêu thương củng cố, cho bao đêm chờ mong. Chúc cho nhau hạnh phúc, chúc cho nhau vòng tay, khi đam mê cùng lũ vút bay lên chân trời. Khó khăn gia đình luôn ở bên, trao nhau lời cùng cố động viên. Dẫu bao thăng trầm vẫn bước lên, con tim một nhịp bước đoàn viên. Bữa ăn gia đình không thể quên, dẫu ngày gian khó hay lúc giàu lên. Biết bao kỷ niệm vẫn gói trong bánh mì ống màu. Dạ báo cáo sếp, hôm nay 12 giờ rưỡi trưa chúng ta có cuộc họp quan trọng với giám đốc công ty TTN bàn dự án mới. Được rồi, vậy còn nửa tiếng nữa, đưa anh hồ sơ để anh nắm rõ nội dung rồi mình đi họp. Dạ, hồ sơ em để trên bàn là cái bộ hồ sơ thứ hai bên phải đếm qua. Dạ, nếu không còn chuyện gì em xin phép anh về phòng để chuẩn bị ạ. Khoan đã. Trời ơi, đừng nói trật lất chỗ nào nữa nha, chết mình rồi. Dạ, có chuyện gì với anh? Nhìn thẳng mặt anh nè, nói cho anh biết anh là mẫu người đàn ông như thế nào. Dạ, hôm nay anh mới cắt tóc đẹp trai hơn hôm qua. Đừng có nói sao, nói cho anh biết anh là mẫu người đàn ông như thế nào. Tôi đã nói không cần là không cần rồi. Anh cố tình không hiểu hay là gì vậy? Mẹ con tôi có người khác lo rồi, không cần tới anh đâu. Nói đi, anh có đủ vững chãi và niềm tin để người khác dựa vào hay không? Dạ, em thấy anh... Đừng bao giờ nói những lời mà anh thích nghe. Hãy nói những lời thật lòng mà em tự suy nghĩ. Em cảm nhận sao em nói vậy? Nói đi. Chết rồi. Bình thường mình chỉ biết mấy câu ca tụng thôi. Bây giờ không lẽ nói anh là người lạnh lùng, không có tính, thích áp đặt, IQ thấp. Dạ thưa sếp, em đọc đâu đó có câu là một người đàn ông thành đạt luôn luôn phải trả lời được ba câu hỏi. Thứ nhất, anh ta là ai? Anh ta muốn gì? Và anh ta thực hiện được ước đó như thế nào? Và khi anh ta đã trả lời được ba câu hỏi này thì chắc chắn người đàn ông đó sẽ có vị trí nhất định trên xã hội, và là một người đàn ông được nhiều người ngưỡng mộ và có thể bảo vệ được người mình yêu thương. Và em thấy sếp chính là người đàn ông đó. Chính xác là như vậy. Lại hơn nữa rồi. Vậy em nói đi, anh có phải là mẫu người mà phụ nữ thích hay không? Trả lời liền. Không, tất nhiên là không rồi. Anh là người vô tâm, ham công tiếc việc, không biết lãng mạn là cái gì hết. Dạ thưa anh, trong cái vế hồi nãy em trả lời cho anh là được nhiều người ngưỡng mộ, là trong đó có nam cả nữ, hay là nam nữ hoặc là nữ nam. Chính xác là như vậy. Làm gì có chuyện mà mình không lo lắng nổi cho người ta. Nếu như có là cổ không bình thường. Ai không bình thường anh? Bình thường gì? Không có. Ý anh là hồi nãy giờ anh nắm hết nội dung rồi. Bây giờ em mới gọi tài xế đi. Hôm nay anh đi họp một mình. Dạ. Sau khi anh họp về, anh sẽ bàn với team sáng tạo để mà chốt ý tưởng lên kế hoạch cho cuộc thi gia đình hạnh phúc hàng năm. Dạ. Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép anh cho em về phòng làm việc nha. Được rồi. Em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi.
làm mà trả lời mấy câu hỏi IQ cao vậy? Chắc con ngày tôi lên tăng xong quá. Chính xác là như vậy. Làm gì có chuyện mình không lo nổi cho người khác. Mình là số 1, mình là duy nhất. Ken ơi, sữa nè con. Ken cho mẹ. Giỏi. Ê, bây giờ mình ngưng chơi một chút xíu nha. Mình uống hết cái ly sữa này thiệt là giỏi coi. Thôi, Ken không uống đâu, Ken buồn quá. Trời ơi, có cái mặt kìa. Sao? Sao mà Ken buồn đó mẹ nghe coi. Dạ tại vì á, không ở nhà không có ai chơi con hết. Ngày mai mà cho con đi học nha. Trời ơi, nghe thấy thương không? Nhưng mà nghe mẹ nói nè, tại vì á, Ken mới vừa mổ mắt xong, bây giờ mắt còn yếu dữ lắm. Rồi nó con đi học con chơi quá, không lo bảo vệ mắt rồi sao? Không có đâu, Ken hứa là sao không bị đau mắt. Tại vì Ken còn phải đi làm sinh nhân giống ba mà. Ngoan quá à. Thôi được rồi, để mẹ gọi điện cho cô giáo. Xong rồi mẹ nói là cô giáo canh chừng Ken giùm cho mẹ ha. Vậy là ngày mai cho Ken đi học lại, chịu chưa? Ủa, cho đi học lại rồi mà không vui hả? Còn thở dài nữa. Còn muốn tâm sự gì nữa đúng không? Bây giờ mình trút bầu hết tâm sự đi. Bây giờ ước gì có ai chơi cùng con, chơi thiệt là vui giống như chú Quang á mà. Hay là mình gọi chú Quang qua nhà chơi nha. Hay là mình gọi chú Quang qua nhà chơi nha. Không có được. Mẹ đã nói với Ken á là chú Quang chỉ gặp mẹ với Ken ở bệnh viện thôi. Rồi từ nay về sau là sẽ không bao giờ gặp lại chú Quang. Mà mẹ cũng không muốn con nhắc tới chú Quang. Con hiểu chưa? Ken có làm gì sai đâu mà mẹ la Ken. Miếng máu có gì ở đây? Nín, không có khóc. Mẹ hết thương Ken rồi mẹ la Ken. Trời ơi trời. Không có khóc ở đây nha. Thằng nhỏ mới mổ mắt, để khóc nhiều ảnh hưởng thì đâu có được. Phải làm sao giờ ta? Vậy bây giờ mẹ gọi chú Quang qua nhà chơi rồi. Gọi chú Quang á hả? Dạ. Thì bây giờ con phải nín nha. Con phải nín thì mẹ mới gọi ha. Dạ bây giờ Ken nín là gọi chú Quang qua nhà cho Ken chơi đi. Rồi được rồi, bây giờ để mẹ gọi. Chắc là chú Quang đang bận làm việc rồi, không có bắt máy. Chút xíu nữa mẹ gọi lại ha. Yeah. Bây giờ mình đi rửa mặt. Rửa mặt xong mẹ gọi ha. Yeah. Khóc hoài à, đã nói là không có được khóc mà. À anh ơi, hồi nãy lúc mình họp á, anh có một cuộc gọi nhỡ. Cô ai? Dạ tên là cô gái gấu. Ủa sao anh đơ vậy? Bộ bạn gái anh có chuyện hay nhập viện hả? Đừng nói tào lao, lo làm gì của cậu đi. Nói sai cái gì nữa nè. Nhìn cái gì? Lo làm gì của cô đi. Buồn thiệt chứ. Lần trước mình đã nói là không dính líu gì đến ảnh hết. Mà sĩ diện như ảnh thì tự ái không nghe máy là phải rồi. Giờ sao mà dỗ con nhỏ đây ta. Thằng nhỏ cứ ngồi chờ điện thoại hoài. Nhìn tội nghiệp ghê. Ken. Thôi, bây giờ chú Quang đang bận lắm con. Chú Quang đang bận làm việc mà. Bây giờ mình đừng có chờ điện thoại nữa nha. Mẹ nói thiệt hả? Chú Quang là đi làm bận không nghe máy luôn hả? Chú Quang đi làm bận dữ lắm. Tại chú Quang là phải kiếm tiền để nuôi nuôi ba chú Quang nè ha. Rồi nuôi mẹ chú Quang ha. Rồi nuôi thêm em chú Quang. Rồi nuôi thêm em chó, rồi nuôi thêm em mèo nữa, nuôi quá trời nuôi luôn. Tội nghiệp cho chú Quang quá mẹ ha. Mẹ đã nuôi có mình con thôi mà mẹ đã bệt rồi. Hàng ngày á con còn phải bóp chân bóp tay cho mẹ nữa. Vậy mà chú Quang còn phải nuôi cả nhà, con thương chú Quang quá. Đúng là máu mủ ruột rà mà. Mới gặp có mấy bữa mà đã thương rồi lo cho ba nó rồi.
Ba con gọi. À, chú Quang gọi. Dạ. Bây giờ con nghe máy đi. Dạ, con chào chú Quang. Kén hả con? Hồi nãy con gọi cho chú hả? Dạ, hồi nãy chú đi làm bận không nghe máy hả? Đúng rồi, hồi nãy chú đang họp. Nhưng mà họp xong á là chú gọi lại cho con liền nè. Mà nè, gọi chú có chuyện gì không? Dạ có, chú ở nhà chơi với con đi. Kén có một mình thôi à, buồn lắm. Được rồi, à, đưa máy cho mẹ chú nói chuyện được không? Dạ, mẹ ơi, chú Quang cũng gọi. Rồi, để mẹ nói chuyện chú Quang nha. Tôi nghe nè. Sao? Cô suy nghĩ lại là đúng không? Suy đi nghĩ lại. Tôi vẫn là lựa chọn năm sau so với anh chàng nói chuyện hay ngọt ngào kia đúng không? Gì? Anh nói gì vậy? Nè, nếu mà không thích tới không thì... Không sao hết á, cứ thừa nhận á, một định lý thì đâu có gì chết chóc đúng không? 30 phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà cô. Dạ, nếu như muốn gây ấn tượng tốt với tôi, chỉ cần cô chọn trang phục thùy mị là được, vậy nha. Nè, alo. Alo. Cái Hồng này bị gì vậy trời? Mẹ ơi, chú Quang có đến nhà chơi không ạ? À, có. Nhưng mà bây giờ là Ken với mẹ là phải đi thay đồ đẹp nha. Đi vô đây. Hà ơi, anh tới nè. Ken ơi. Anh tới đây làm chi vậy? Có người gọi tôi tới mà ta. Là Ken gọi chứ bộ. Ken gọi? Ừ. Ken gọi mà cô phải thay đồ hả? Đây là bộ đồ nữ tính mà cô tính gây ấn tượng với tôi hả? Gây ấn tượng với anh làm gì? Tình cờ là... tôi đi công việc về cho nên mặc đồ này thôi chứ bộ. Ờ, không muốn gặp tôi thì thôi, cho tôi gặp Ken đi. Ken nó đi hàng xóm chơi rồi. Đi hàng xóm chơi? Ừ. Giờ này. Ừ. Mẹ, chú Quang tới cho mẹ. À, chú Quang. Ồ. Ken chào chú Quang. Giỏi, con mới thay đồ luôn hả? Dạ, mẹ nói là mẹ với con thay đồ chờ chú Quang chở đi chơi. Ồ. Mẹ nói gì nào? Mẹ đâu có nói vậy đâu. Mẹ nói là Ken thay đồ để mẹ với Ken đi ăn kem mà. Thôi, lộ quá lộ rồi. Đừng đổ thừa, tội nghiệp thằng nhỏ. Ôi, sẵn tiện vậy, tôi chở hai mẹ con đi ăn kem luôn. Đồng ý không Ken? Dạ. Đi thôi. Đi hen. Dạ. Sao? Để tôi ẵm đi hả? À, đi thì đi. Đi con. Thời gian này em chịu khó đừng có liên lạc với anh nha. Có chuyện gì á thì anh sẽ nhắn tin cho em. Khó khăn lắm, anh mới giải quyết xong chuyện căng thẳng vừa rồi đó. Bây giờ Quỳnh không còn tin tưởng anh nữa, cho nên mình cần phải cẩn trọng hơn. Anh lúc nào cũng nghĩ cảm xúc của chị ta không à? Có đâu. Cảm xúc của em thì sao? Nếu như em buồn á thì em cứ việc đi chơi với bạn và bè, cứ đi mua sắm nha, nghe lời anh đi mà. Trong thời gian này em đừng có bứt dây động rừng, anh có cách tự giải quyết. Muốn đạt được mục đích thì phải chịu khó hy sinh một chút chứ. Em không phải cần cái này đâu. Anh hiểu mà. Cái em cần là anh kìa. Anh biết. Chán quá à. Vậy là từ nay anh sẽ lạnh lùng với em hả? Nghĩ tới thôi là thấy buồn rồi đó. Không có mà. Thôi nha, đừng có suy nghĩ nhiều nha. Anh, vậy là từ nay về sau á, mình lên công ty, anh nhìn em, anh đối xử với em lạnh lùng, rồi vô tâm với em đúng không? Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, làm gì có. Vậy thôi bây giờ anh bù đắp cho em đi.
Hay là hôm nay á mình đi ăn cái gì đó để hâm nóng tình cảm nha. Để lúc khác được không em? Tại vì bây giờ anh phải về nhà ăn cơm. Anh lúc nào cũng về nhà ăn cơm hoài à. Bộ em không phải là nhà của anh hả? Thì em là nhà của anh mà. Nhà của anh đó thì anh phải đi ăn với em chứ. Bây giờ anh gọi điện về nhà, anh nói là anh đi ăn với khách hàng, đúng không? Rồi đi mà. Anh mà không đi á, mai mốt em nhớ anh quá em chịu không nổi là em sẽ tới nhà của anh tìm anh á. Khùng hả? Đi, đi ăn đi, không là em đi thiệt á. Rồi. Em biết chỗ nhà hàng này á ngon lắm, hợp với vị của anh nữa. Đi nha. Chờ em xíu, em đi thay đồ. Ủa, anh Minh, sao anh chưa về nữa? Giờ còn sớm quá, về nhà xài quạt, xài đèn tốn tiền nữa. Tháng này làm không được, không có tiền gửi về cho cha mẹ tao nữa. Trời, tiết kiệm như anh vậy thôi mua đèn dầu xài đi cho đỡ tốn, đỡ hao. Bộ đèn dầu không tốn tiền hả mày? Mày nha, nói cho dữ, không lo tiết kiệm. Bây giờ cửa tiệm đóng cửa mấy bữa thôi, mốt đóng luôn á. Mày không có cắt bạc nào xài, ông chủ không lo cho mày được đâu rồi. Không có tiền xài, không có tiền cưới vợ luôn á. Thôi mỗi người mỗi tính, anh biết tính em rồi. Em là em sống phóng khoáng cho nên em có nhiều bạn bè. Lỡ sau này mà em có ngã ngửa, còn bạn em cứu em, có gì đâu lo. Đợi coi mày ngã ngửa coi có ai không, hay là có tao thôi. Rồi sao giờ mày chưa chịu về? Em là vẫn còn ấm ức cái chuyện hồi sáng. Em muốn ở lại là tìm cái cách nào để giúp cho chú Màu nè. Chú Màu dặn là phải đợi kết quả. Nghe lời theo chú đi. Nhưng... tức quá trời tức. Ê mày, mà chú Màu xấu mà có con gái đẹp kìa mày. Rồi, anh bẻ câu chuyện hay vậy? Không, nói chung là nhìn ở ngoài thì cũng mỏng mỉm, phúc hậu, đáng yêu. Còn vô đây là, cái mặt này là vô đây là chỉnh sửa Photoshop nát banh chành rồi. Cái mặt nát nhưng mà cái tướng cổ bốc lắm á nha. Dễ thương lắm á. Ê, hay là nhờ cô chủ giúp mình đi. Tại cổ học ở nước ngoài, mở công ty nữa, biết luật nhiều hơn mình, có mối quan hệ nhiều hơn mình, biết đâu giúp được mình sao? Đúng không? Mà mày nhờ đi. Em hả? Ừ. Mày ở Facebook nè, kết bạn đi. Rồi hỏi thăm. Cái này là tại thương chú Màu ở nhà mới làm nha. Sao mình đã nhắn tin rất là nhiệt tình rồi mà không có đối tác nào tìm tới hết vậy? Quyên ơi là Quyên. Vẫn làm con gái chứ một lần. Tuấn Phát. Chắc là hả, thấy mình tài năng quá, bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền, rồi bây giờ muốn gây ấn tượng, kiếm chuyện gây ấn tượng ơ đồ. Không được cái chuyển kế hoạch sang tấn công luôn. Sao? Tưởng gì, style của Tú Quyên này là những cái anh hùng lực lượng xuất hiện một cách uy quyền. Không có cửa cho anh đâu. Chấp nhận luôn. Ê, các bạn rồi nè. Nhắn tin hỏi đi. Dạ. Gì đây? Tiệm bánh mì có chuyện rồi. Cô nghĩ cách giúp ông chủ đi. Nhìn bợp chợp, dữ dàng vậy mà cũng chịu xả thân dữ. Tiệm bánh mì bị Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm đến làm biên bản. Em nghĩ là anh sẽ giúp được nên nhắn cho anh hay nè. Mới đi làm gì hả con? Dạ. Chuyện tiệm bánh mì con nghe hết rồi. Nếu cảm thấy khó quá từ bỏ đi ba. Ba biết rồi đó. Một khi tiệm bánh bị khách hàng phản ánh dùng hàng không đạt chất lượng, mình rất khó để mà lấy lại khách hàng. Ba tin là ba sẽ tìm ra cách để lật ngược tình thế. Trong kinh doanh mà, khó tránh khỏi rủi ro. Phải trải qua gian khó thì mới có thành công.
Ba thường nói với con sao? Minh Quang mình trụ vững tới ngày hôm nay là vì mình biết tiên đoán, mình dự đoán được những cái tiêu cực, biến nó thành cơ hội. Từ lúc ba mở tiệm bánh mì tới giờ, ba không lường trước được, cho nên những cái chuyện không mong muốn liên tiếp xảy ra. Ở những thời điểm khác nhau thì con người nhìn nhận vấn đề theo cách khác nhau. Với ba, tiệm bánh mì chỉ mới là khởi đầu thôi. Ba sẽ tiếp tục cho đến khi chừng nào nó hoàn thành sứ mệnh thôi. Ba sẽ tiếp tục. Nếu những việc của ba làm trong nay mai ảnh hưởng nghiêm trọng đến Minh Quang, ba vẫn làm hả ba? Ba có cần gì một tiệm bánh mì nhỏ mà ba đánh đổi cơ nghiệp mấy chục năm gây dựng? Ba thấy có đáng không ba? Bánh mì ông Màu đây, bánh mì ông Màu đây. Đi đâu mà dội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng bánh mì ông Màu. Ở đây có tất cả các loại bánh mì ngon nhất thế giới luôn. Có bánh mì sốt tiêu đen nè, bánh mì xíu mại trứng muối nè, bánh mì ba rọi sốt tiêu đen nè, ngon lắm mọi người ơi, mọi người ơi. Bánh mì ông Màu đây, bánh mì ông Màu đây. Anh làm gì vậy? Anh làm gì anh Minh? Tao luyện sẵn, có gì sẵn sàng chiến đấu. Thôi anh bớt xàm đi. Bây giờ em thấy rất là kỳ nè. Bây giờ em đứng em rao quá trời rao luôn. Khách lại mua rồi mình không bán, mình tiễn khách. Kỳ quá không? Kỳ gì đâu mà kỳ. Mày là thằng rao, tao là thằng đuổi. Có chửi chửi tao. Ờ ha. Vậy em rao tiếp à? Khách vô đi. Con. Dạ chào cô. Cho cô một ổ bánh mì ba rọi sốt tiêu đen. Dạ cô ơi, bữa nay tiệm của con đóng cửa rồi, không có bán. Cô thông cảm, bữa khác cô ghé con sẽ khuyến mãi cho con. Trời ơi, vậy mày rao chi vậy? Ủa anh, sao em vẫn là thằng bị chửi vậy? Thì tại mày là thằng rao. Ơi chú, con phát hiện gì chưa? Có phát hiện gì đâu chú coi nè. Bây giờ con đứng con rao quá trời rao luôn, khách tới mua cũng quá trời mua luôn, rồi đuổi cũng quá trời đuổi luôn. Chú nghĩ hai đứa chịu khó rình đi. Dạ. Bởi vì cái tụi mà nó phá mình á, thế nào nó cũng quay đầu lại đây để nó xem tình hình coi cái phá của nó đó có kết quả hay không, mình có bị dẹp tiệm hay không, hay là mình còn tiếp tục bán được. Nó phải quay lại đây, phải chịu khó rình nó mới được chú. Mà theo cái phim hành động mà không coi á, nếu mà cái thằng nó rình gặp không phải là cái thằng chủ mưu đâu, thường thường là mấy thằng chim mồi á. Thì chim mồi mình cũng phải bắt được, mày phải phát hiện được cái thằng chim mồi thì nó mới ra được cái thằng chủ mưu, phải không? Mà chú Màu, nghĩ tới là con tức nha. Con chưa phải chờ đợi ai, ngay cả bạn gái cũng chưa chờ đợi mà con phải chờ đợi Khứa này là con bực lắm, bực rồi đó nha. Có những cái cũng phải chờ chứ con. Rồi mình đợi ngày nay không được, ngày mai không được, rồi tháng này không được, tháng nọ không được. Thì sao chú? Cũng phải chờ, chờ hoài. Chờ chừng nào phát hiện được cái tụi này thôi thì mình mới làm ăn được. Chứ bây giờ không bắt được nó, rồi làm sao cái tiệm bánh mì mình làm ăn được. Nhưng mà tụi con vẫn được lãnh lương bình thường hả chú? Giờ này mà con giỡn. Anh Minh. Sao chú? Nó xuất hiện rồi kìa, nó xuất hiện rồi kìa. Đâu, nó xuất hiện rồi kìa, từ từ, đừng làm quá bứt dây động rừng. Đó, thấy không? Giọng bà bẩn kìa. Đó, phải cái thằng tóc dài đó không? Thục đó đó. Chú Màu, cái gốc cây chỗ bữa đúng không? Gốc cây nó tới chi nữa, nó tới chỗ khác, trước đầu xe kìa, đó. Ngay cái đầu xe có cái đầu đen đó. Ô, chú Bảo ơi. Nó nhỏ. Đúng rồi. Đâu quay nó. Đúng rồi. Cứ từ từ qua, làm bộ giả lão qua bển chộp đầu nó. Đấy. Từ. Bắt được là lột da luôn á. Đứng lại được không?
Nhanh đi, giỡn này kêu đứng lại đi. Ê, đi đứng lại. Đứng lại. Anh Minh nhanh lên coi. Nhanh đi anh. Tao bắt được tao lột da mày. Đứng lại. Mày đứng lại. Cái thằng tóc dài đâu đi đừng làm. Quay đầu là bờ, trước mặt mày là biển đó. Bờ bến gì tầm này, tôi có biết gì đâu. Tao có ý này nè, mày dừng đây mình nói chuyện được không? Chưa chạy nói chuyện mệt quá. Thì mấy người dừng lại trước tôi mới dừng được chứ. Mày chạy trước, mày dừng trước đi. Thì mấy người dừng lại trước tôi mới dừng lại được. Ok mày. Sao mày dừng lại vậy? Thì nó kêu dừng lại, nó dừng lại. Nó có dừng không? Ê chết, nó không dừng lại giờ sao anh? Mày đón đâu này, tao chặn đâu này. Dạ, lừa tao không phải chết thì sao rồi. Quá thoát được rồi. Rồi hai cháu nội này, làm gì lì quá vậy? Lì đó. Ê, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đại ca. Sao vậy hả? Tôi với đại ca kêu đứng lại rồi, sao không đứng mà bỏ chạy hoài vậy hả? Thì tại vì mấy người rượt thì tôi chạy chứ sao. Tại ông chạy tôi mới rượt. Nè nè nè, từ hồi nãy giờ tôi với đại ca, tôi đâu có nói là dí, đâu có nói là rượt đâu, chỉ kêu ông đứng lại thôi. Tại sao không đứng lại? Với lại nè, vô vấn đề chính luôn, tại sao mấy bữa nay cứ rình mò thập thò trước cửa tiệm bánh mì ông Màu? Cho tôi biết lý do. Rình mò gì đâu, thì tôi đi ngang thì tôi thấy người ta bu đông quá ăn bánh mì ông Màu, thì tôi định ghé vô tôi mua ăn coi ngon hay dở. Mà có bữa thì bị kiểm tra, còn bữa nay thì đóng cửa vậy thôi. Đại ca ơi, nó nói chuyện có lý quá, giờ sao đại ca? Tao thấy nó chưa có thành thật lắm. Hiểu với đại ca tôi không? Bây giờ đại ca tôi nói ông chưa thành thật lắm. Một là ông khai, hai là theo ý đại ca tôi là giám phường. Trời gì vậy? Sao? Sao anh? Tao không muốn lên phường nó rắc rối lắm, muốn giải quyết bằng nắm đấm. À ha, đại ca tôi nói bây giờ không cần phải lên phường rắc rối lắm, đại ca tôi sẽ giải quyết bằng nắm đấm, khai không? Khoan khoan khoan, để khai, để khai, để khai. Từ từ. Cái tiệm bánh mì này á, là của ông chủ tôi. Trước giờ buôn bán cũng được, nhưng mà tại tôi tò mò, tôi thấy người ta ăn bánh mì ông Màu nhiều quá, cho nên tôi mới đi qua bển tìm hiểu bí quyết để về áp dụng vô cái tiệm bánh mì này. Nhưng mà tại vì thấy đông người quá nên ngại đứng ngoài không dám vô gần. Đại ca, đại ca, bây giờ nó nói cũng có lý nữa, giờ sao đại ca? Vẫn chưa thành thật lắm, bây giờ muốn khoan, sao? Khoan, 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 khoan. Sự thật là tôi đi qua bển để tìm hiểu công thức thôi, chứ ông chủ tôi thì ổng đàng hoàng lắm, ổng mà biết tôi đi qua bển ổng chửi tôi chết. Tiệm bánh mì này từ đó giờ kinh doanh rất là đàng hoàng, ông chủ tôi làm ăn rất có tâm, làm bánh mì cũng có công thức riêng, có người ăn được có người không. Nhưng mà tại vì mình tôi tò mò nên tôi mới đi qua bên tiệm mì ông Màu thôi. Đại ca ơi, lần này em thấy nói thành thật quá đại ca, tính sao? Mày hỏi thêm coi, bữa giờ nó thập thò, có thấy ai thập thò sau lưng nó nữa không? Đại ca tôi muốn hỏi nè, mấy bữa nay thập thò rình mò ngoài đó, ngoài anh ra, anh còn thấy ai khả nghi giống như anh không? Ai đâu, tôi vừa rình mò gì tôi phải né người ta, rồi còn né camera ghi hình lên nữa. Camera nào vậy? Đại ca tôi hỏi camera nào vậy? Tiệm tôi chưa gắn camera. Thì cái camera bên phía bên cái nhà bên phải đối diện bên cái tiệm bánh mì của mấy người đó. Cái camera đối diện phía bên phải hả đại ca? Cái camera đó gắn hồi nào xong hỏi tao. Nè, cái camera đó gắn hồi nào? Tại sao không hỏi đại ca tôi mà gắn? Tôi đâu biết đâu mấy ông nội này. Đại ca ơi, người ta trả lời đúng rồi đại ca, mình bắt đầu xàm rồi đó đại ca. Nói nó là lần này tao bỏ qua, lần sau mà thập thò lần nữa là... Thôi được, lần này là tôi tạm tin ông nha. Lần sau muốn ăn bánh mì ông Màu á thì bước thẳng vô tiệm mua ăn thưởng thức đàng hoàng, không có rình mò kiểu đó nghe chưa? Dạ rồi. Một lần nữa mà thập thò là ôi, đừng có giỡn với đại ca tôi nha. Dạ dạ dạ, em nhớ rồi. Bây giờ anh có thể đi về. Ủa đây tiệm Mỹ tôi mà. Vậy thì nói nó hãy ở lại coi tiệm bánh mì đi, anh em mình về. Đại ca tôi nói bây giờ ông ở lại đây coi tiệm bánh mì đi, hai đứa tôi đi về. Anh Minh, anh sao vậy anh Minh?
Anh sao vậy? Mẹ, gồng lâu quá. Trời ơi, hồi nãy anh gồng em còn sợ nữa. Nhưng mà phải cho người ta thấy con mắt mới sợ hơn. Nhưng mà tao nhìn con mắt nó tao còn sợ hơn nữa. Trời ơi, ghê. Chú Màu nhìn cái dốc dáng này có quen quen không? Ở trước mặt mọi người mà nó nói xối xả vào mặt anh. Ở nhà không có tiếng nói, vô công ty cũng không có tiếng nói. Biết rồi, không có ai coi anh ra cái gì hết. Là bà phải không? Nè, ông nói gì vậy? Đừng có đổ thừa cho tôi nha. Tôi đâu bao giờ làm mấy chuyện hèn hạ đó chứ. Trong thời mới mày tôi có đặt camera, nhưng mà nó bị xui. Năm nay 5 tuổi, ổ cứng camera nó bị hư đi. Nhưng mà tôi đem lại tiệm sửa camera khách tùng á. Còn đến đây để lấy dữ liệu trong ổ cứng camera ghi hình phải không? Chính con là người trong camera bên kia đường ghi hình được. Ken, kêu tôi là ba, tôi có quyền kêu nó lại là con. Chuyện này là chuyện của cha con tôi liên quan tới anh hết. Bây giờ làm ơn làm phước, tránh ra một bên cho tôi vô ăn cơm tình cảm coi nè. Tôi làm tất cả mọi chuyện cũng vì muốn mọi điều yên ổn như trước đây thôi mà.